Chào mừng quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đá Cao Nguyên. Hôm nay Sơn cùng anh Yến hãy tiếp tục mang gà của Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ cho một số gia đình ở trong thôn. Đây, của nhà em Sùng Bí Chơ, em nhỏ bị khuyết tật đây. Hôm nay mình sẽ mang gà vào nhà ra em ấy. Đi, đi về nhà đi. Đấy. Ui rồi. Đi nhanh thế. Cho bế. Đấy, mẹ bế cho nhanh. Đi về nhà nhận gà đi, nhận gà nuôi nhá. Đấy. Chân em ấy kiểu bị co quắp. Đấy. Ô khổ, sướng quá. Nào đi về nhà đi con, về nhà đi. Về nhà nhận gà. Gà là của một số nhà hảo tâm có gửi lên để tặng cho một số hộ ở đây. Và hộ em nhỏ bị khuyết tật đây cũng là một trong những hộ được nhận gà giống gà đen địa phương. Đấy. Đi vào nhận gà đi, chú mua không ở nhà. Hả? Gà con này chú sò hỏi hộ xem để thả đâu. Thả đây nhá. Thế cho gà này có phải thả riêng ra không hay là cứ thả đây thôi? Thấy nghịch rồi không? À. Có cái lông nào không? Của nhà cô có lông nào không? Cửa nó không bay ra ngoài đâu mà, đóng cửa. Nhốt ra về nhốt cả. Lấy cái lồng nhốt tạm. Không bay lồng sao? Ừ. Thế. Em gà không? Bà à này đó. Bà ấy bà đây là hai chị em. À hai chị em à. Đây là chú sò ba vợ đây. Sau ba vợ là nhà hàng xóm của nhà chú mua cùng một thôn đấy mà đấy à chú so hộ cháu ấy. Gà to khỏe lắm rồi. Cái này 10 con nhé. Không biết là con đấy có tốt nhưng mà cứ văn chỉ văn rồi thôi. Đúng rồi. Có con trống mà. Có. Đây này. Con kia trống kia đều ra nó mới đủ. Đây, con trống này. Chú bảo bà ấy là cái này là của các cái nhà hảo tâm ở dưới kia họ tặng. Họ tặng cho gia đình. Nhờ cho anh em mua cái cho dù chơi cho. Có thấy ở trên này nhiều nhà hoàn cảnh khó khăn quá thì họ hỗ trợ một ít gà để cho gia đình mình nuôi. Đây là giống gà ấy, gà đen ấy. Cái đúng. Phải không? Cái đúng là gà đen. Cái gì chú? Cái đúng. Cái đúng. Cái đúng là gà đen. Ờ. Thôi chị ơi, chị hò. Đi thôi, kiếm tí không à. Không mưa mất rồi. Trời đang mưa thôi, bọn cháu đến lấy gà, bọn cháu xin phép rồi. Cảm ơn. Vui không? Nhà mình thích nuôi gà không? Nhiều. Cháu xin phép cho đi đây. Rồi. Đi nhá, bye bye nhá. Ở nhà nuôi gà nhá. Mấy nữa chú lại vào nhá. Giờ Sơn lại tiếp tục đi xuống hộ nhà em Ly Thị Bà, em nhỏ 14 tuổi bị khuyết tật đấy. Giờ Sơn cùng chú Sò với anh Yến đã đến đến hộ nhà em Ly Thị Bà rồi.
chắc chỉ có mấy chị em nhỏ ở nhà thôi. Đây là một cái hộ cực kỳ khó khăn ở cái thôn này nhé. Hôm nay anh trưởng thôn cũng có việc bận nên là may có nhờ được cả chú sò đi cùng. Thế á, nó chui vào bếp á? Chị đâu rồi? Chị đâu? À thế à? Đây. À, mẹ đi cấy à? Mỗi con ở nhà thôi à? Đây chú có quà cho con đây nhá. Đâu rồi? Chị đâu rồi? Đi vào đây. Đi vào đây. Đây, rồi quà cho. Thì thịt bà đây. Ồ. Đang chơi gì đấy? Ồ, có gấu bông à? Gấu bông ở đâu? Ai tặng đây con? Đây này. Chú có quà này. Đây. Quà con đây. Nè, con cầm cho chị đi. Xin chưa? Đấy, cầm cho chị đi. Em bà này hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhé các bác nhé. Chân tay. Thích không? Chân tay có quắp. Thích không? Đây có như em bà này mới được là một số mạnh thường quân tặng quần áo. Đấy, hôm nay thấy mặc quần áo khác rồi. Đó, em bà này đã được 14 tuổi rồi nha các bác nhé, 14 tuổi nhưng mà kiểu em không phát triển được nên là nhìn rất là nhỏ đấy, nhìn như là đứa trẻ 3-4 tuổi đấy. Các em của em bà thì đều lớn hết rồi, có một cô chị thì đã đi lấy chồng, còn em bà thì ở với ba đứa em nữa, chăm chị. Còn mẹ thì hàng ngày thì đi làm nương, giờ này cũng chưa về, cũng không biết là hai chị em đã ăn gì chưa. Xem ra đây xem đây. Bữa cơm của nhà em ở đây là toàn rau thôi, rau cải thôi, không có thịt thôi các bác nhé. Đấy, rất là hoàn cảnh luôn. Đây. Nhà thì cũng nhỏ. Đây đây, hả? Nước vào đây à? Đây là chị à? Chị cả à? À thế à? Em đi lấy chồng ở đâu? À, chưa lấy chồng à? Chưa. À. Chật quá. Đấy, cái này là các bác ở dưới hỗ trợ cho gia đình. Giống gà để nuôi. Chật quá rồi. Không để vào đấy được à? Không hết. Thế thì để vào hai lồng đi. Để vào hai lồng nữa mà. Lấy một cái thì để che vào cái kia. Ờ, em này. À, mình chết luôn. Không, luôn. Hôm nay chế ít các em nhỏ ở nhà. Có ấy không? Có cái giỏ hay cái gì không? Đấy. Thế mấy lần vào không gặp em này nhỉ? Không à? Em đi cắt cỏ à? Thế mẹ cũng đi cắt cỏ à? À. Thế mấy chị em ăn gì chưa? Ăn rồi. À ăn rồi à? Đấy. Rồi. Thế này là mình bắt thì mình úp xuống thôi. Nhưng mà nhựa kín thế này chết chứ gì. Để một hôm thôi để nó quen thôi mà. Gà này khỏe mà. Về bảo mẹ là gà này của các bác các cô các chú ở dưới gửi. Các bác các cô các chú thấy hoàn cảnh nhà mình khó khăn ấy thì các bác các cô hỗ trợ cho gà để nuôi. Không cần phải đúng không? Đấy. Nhà cũng không có chuồng để nuốt nuôi gà. Không nhốt mà một ngày nó quen là mình đã được mà. Thế tí vào ấy nhá, vào bốc bánh cho em ăn đi nhá. Đó, anh xin phép đây. Thế nhá, chào các em nhá, hôm nào gặp lại nhá. Chào các
Ừ, chào nhé. Do thời gian cũng có hạn nên là Sơ cùng chú Sò và anh Yến cũng xin phép đi về. Năm đứa chứ? À, năm đứa. Đi đường. Do thời gian cũng hơi hạn hẹp nên là Sơn cũng xin phép kết thúc video của mình tại đây. Rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã gửi những món quà đến cho bà con vùng cao. Và Sơn cũng xin phép kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.